thương. Thế nó cũng chẳng đưa lại cháu nhưng mà vẫn hy vọng là đời người đấy vẫn còn sống. Thì cái đám tiêu thụ ở nhà nó biết mình đi thì nó thế nào mà thì là đến bây giờ điều tra ra con bé đã chết rồi. Mà ba mẹ chưa mất. Nhưng mà bây giờ điều tra ra thì mới biết là chính là bên cạnh đấy là người kia. Cháu điều tra vào người từ 8 tháng từ năm ngoài đến năm nay thì phát hiện ra. Vẫn không hả? Đưa lên báo. Biết đi này nó đau rồi mà mình nghe một câu chuyện mà thằng này có một cái thằng cũng bắt cóc thôi, bắt cóc trẻ con nhưng mà cũng là thân quen đấy, nhưng mà nó không bắt, nó bắt rồi nó chẳng biết làm gì cả, không cho ăn được để con này chết đói, thì con bé chết đói cũng có một vụ như vậy. Không thì chính là vì mình biết có tiền nó bất ngờ, bởi vì tôi tính ra cái những cái thằng mà nó chuyên nghiệp nó hay nghĩ cách đối phó ấy.